Em xin chào quý cô chú anh chị. Cốm Nhật Phương Lãm, Cốm Nhật Nguyễn Nương xin chào quý cô chú anh chị. Anh chị, hôm nay em có rất là nhiều những siêu phẩm đẹp phục vụ cô chú anh chị nha. Về bên em thì ship toàn quốc, bao bể vỡ tất cả các sản phẩm. Anh chị xem video yêu thích mã sản phẩm nào trong live ngày hôm nay thì vui lòng gọi điện hoặc là lưu ảnh gửi về Zalo bên em qua hai số điện thoại có niêm yết trên kênh nha anh chị. 0935 245 244 hoặc là số 0913 330469 anh chị nha. Rồi hôm nay em sẽ lên một cái mã sản phẩm đầu tiên. Mã sản phẩm đầu tiên hôm nay em lên live cho anh chị. Cái này là một cái lọ hoa, một cái bình cắm hoa. Bình này thì nó rất là cao nha anh chị. Và những cái hàng này là xưa. Vẻ tích của nó là thất phúc thần. Ở trong này thì ở trong bình là vẽ full hết toàn bộ bình nha anh chị, vẽ tay 100%, vẽ là 7 vị thất phúc thần của bên Nhật nha anh chị. Đấy, 1 vị, 2 vị, 3 vị nha anh chị, 4 vị. Vị này thì đang có một con cá nên anh chị đang cầm cá, 4 vị, 5 vị, 6 vị, 7 vị anh chị nha. Đó, rất là đẹp. Cốt này là cốt nặng dày nha anh chị. Đó anh chị xem cái độ dày của bên này nè. Đó, độ dày ở phía trong nha anh chị. Ở phía trong này thì cũng là ở phía trong này có một vị nữa là vị thứ 7 nè anh chị. Nói chung là ở phía trong này thì rất là khó nhìn nha, rất là khó nhìn. Thì em sẽ gửi anh chị chốt cái mã này thì em sẽ gửi ảnh qua hoặc là em gửi video qua Zalo nha anh chị. Và ở trong lòng này, ở trong lòng này là nghệ nhân họ ghi bút pháp. Đây là một bài thơ hay là một câu thơ gì nghệ nhân họ ghi vào trong này nha. Nói chung là một cái bình mà nghệ nhân họ vẽ được ở trong lòng như thế này phải gọi là rất là kỳ công anh chị nha. Rất là kỳ công. Dưới trôn đế là có truyện, trôn đế có truyện anh chị. Và cốt này là cực kỳ nặng luôn. Viền là viền sô-cô-la, viền sô-cô-la nha chị nha. Đường kính miệng bình nha anh chị, miệng bình là 24, cao là 48, miệng 24 cao là 48. Và vòng bụng của bên này nha chị, vòng bụng của bên này là 69, là sắp sửa 70 rồi nha anh chị nha, sắp sửa 70 rồi. Đó, một cái bình xưa phải nói là cực kỳ đẹp luôn và nghệ nhân họ vẽ rất là tinh xảo nha anh chị và kỳ công xưa anh chị. Rồi cái bình này hôm nay nha anh chị, hôm nay live này em sẽ bán với giá là 4 triệu cái bình này nha anh chị. Xưa thất phúc thần 4 triệu mã bình này, chốt giùm em mã Y1. Y1 4 triệu. Em có một cái thố pha lê, một cái thố này là thố pha lê nha anh chị. Anh chị pha lê cái này thì không có truyện anh chị nha, thố này không có truyện. Thố pha lê cực kỳ đẹp luôn, cái này là mới chưa qua sử dụng nha anh chị. Phía dưới này nó có 3 cái đế chân, những cái dòng này thích hợp để anh chị đựng bánh mứt là ok nha. Đó, rất là sang xịn sò luôn. Đường kính nha anh chị, đường kính của thố này là
15.5 và cao tới miệng là 9.5. À, em có số lượng một chiếc duy nhất thôi, 270k thuốc pha lê này, 270k anh chị chốt giúp em mã Y2 270k. Chị Dung cái chén mẫu mới ở sau cái thuốc Tâm Thái á, đúng rồi. Rồi anh chị nha, em có một cái bình, em có một cái bình nha anh chị, một cái bình trà lam, em có một cái bình trà lam, bình này là sơn thủy anh chị, hóa vẽ cảnh sơn thủy, tích người lái đò. Nói chung là bình này có truyện ký lọc, lọc ở trong này nha anh chị, nó chỉ có một lọc, có một lỗ thôi. Cái này anh chị sử dụng để chung đề co hoặc là làm cái bình rót cũng được. Quai này là quai bằng sứ luôn nha anh chị nha, quai này là chất liệu cũng bằng sứ luôn, miệng là 8, em đo chiều cao nha anh chị, cao tới quai là 19. Ở một cái bình trà, rồi bình này là trà lam nha chị, 270k mã bình này, 270k mã bình này, chốt giúp em mã Y3 250k mã Y3, một cái bình trà lam. Rồi anh chị em có một cái đĩa, đĩa này anh chị, đĩa này em báo rõ với anh chị là cái dòng này là dòng bizen nha anh chị, bizen cháy, bizen cháy nha anh chị nha. Nghệ nhân họ làm bằng tay thủ công, nó có truyện ký hết. Bizen thì những hàng này là giá trị nó rất là cao nha anh chị, giá trị rất là cao, mà nói chung là em bán ngang thôi nha, chứ còn những anh chị mà chuyên bên những dòng bizen này thì họ giá trị họ đưa lên rất là cao nha, em chỉ bán giá tay ngang thôi. Ở trong lòng này là xoắn ốc và phía viền ngoài nha anh chị, viền ngoài thì nghệ nhân họ làm cái kiểu của nó không có kiểu như là nó răng cưa nha chị, kiểu là răng cưa, nó đều có truyện ký hết, làm bằng tay 100% luôn. Đường kính của đĩa bezel này có đường kính là 21 và cao là 6, 21 cao 6 nha chị. Rồi 500k mã đĩa bezel này, chốt giúp em mã Y4 500k mã Y4. Rồi em có một cái đĩa, em có một cái đĩa cảnh nha anh chị, đĩa này là đĩa trưng, đĩa trưng nha anh chị nha. Vẽ cái này là cảnh núi nha anh chị, núi rừng sơn thủy, ở trong này là vẽ tích người đang kéo một cái cổ xe nè anh chị, và truyện ký đóng rất là nhiều truyện nha, và mặt sau của đĩa này là cũng sẽ có truyện ký cho anh chị luôn, có truyện ký. Đấy, đĩa này là đường kính của đĩa là 41 nha anh chị, đường kính đĩa là 41 xanh. Đó, một cái đĩa cảnh cực kỳ đẹp luôn. Rồi đĩa này là 550k anh chị nha, 550k mã đĩa này, chốt giúp em mã Y5 550k, một cái đĩa trưng cực kỳ đẹp, xuất sắc nha, mã Y5. Thank you.
rồi em có một cái mẫu tô. Tô này là tô Pháp anh chị. Tô Pháp. Va chạm sẽ không bị vỡ. Và form của tô này là bát giác anh chị nha, bát giác đều có truyện ký hết. Đấy, cái này là đều có truyện ký hết. Đường kính tô này nha anh chị, đường tôn tô là 17 và cao tô là 5. Cái này em có số lượng trên 10 chiếc nha anh chị và sẽ có giá là 50k một chiếc. 50k một chiếc. Chốt cho em mã Y6. Y6 50k một chiếc nha anh chị, chốt mấy chiếc thì báo lại giùm em. Mã Y6. Rồi em có một cái tiếp, một cái mẫu chén ăn cơm. Một mẫu chén ăn cơm này nha anh chị nha. Chén ăn cơm. Dòng chén này là chén cơm ngũ sắc. Chuẩn hàng Nhật nha anh chị. Chén cơm ngũ sắc chuẩn hàng Nhật. Ở họa tiết của nó nha anh chị là vẽ hoa. Bốn loại hoa ở trong này. Đó, bốn loại hoa và đều có truyện ký nha anh chị. Bên trong sẽ là vẽ lam. Này dính keo nha. Bên trong là vẽ lam. Đường kính của chén này là 12 và cao là 6 nha anh chị nha. 12 cao 6, một cái mẫu chén ăn cơm cực kỳ đẹp luôn. Chén này thì em có số lượng là trên 10 chiếc. Em có số lượng trên 10 chiếc. Rồi 45k một chiếc anh chị, 45k một chiếc. Chốt giúp em mã Y7 45k một chiếc. Và anh chị chốt mấy chiếc thì báo lại số lượng giùm em nha anh chị. Mã Y7. Bình này là hay gọi là xuất sắc đẹp luôn à. Bình này là bình khủng luôn nha chị. Cái này cao trên nửa mét. Rồi em sẽ quay một vòng cho anh chị xem mẫu bình này nha. Đấy, bình này là vẽ chim, vẽ hoa. Vẽ chim, vẽ hoa nha anh chị. Đấy, vẽ chim, vẽ hoa, vẽ hạt. Nói chung là rất vẽ rất là nhiều chim hoa này. Hoa mẫu đơn nè. Hoa mẫu đơn, hoa đào, chim công, chim phụng hoàng. Chim công, chim phụng hoàng nha chị, vẽ full hết bình luôn. Nói chung là vẽ full, gần full hết bình. Ở phía trên này nha chị, trên này là vẽ, cũng là vẽ hoa đào, hoa cúc, hoa mẫu đơn, hoa sen. Cực kỳ đẹp luôn và cúc này là cúc nặng nha anh chị nha. Bình này là có truyện nha anh chị, có truyện ký hết. À, anh chị thấy thấy rõ truyện không? À rồi, thấy rõ rồi. Rồi em sẽ đo đường kính của bình này. Miệng bình nha chị, miệng bình là 20. Cao là 60 nha, cao trên nửa mét, cao 60. Và vòng bụng nha chị, vòng bụng của bình này là 98. Vòng bụng là 98 anh chị nha. Đó, một con bình phải gọi là xuất sắc đẹp luôn. Và cốt bình này là cốt bình nặng. Đó, tại vì là nói chung là em sẽ gửi video nếu anh chị yêu thích mã sản phẩm này nha. Đó, em gửi video cụ thể luôn. Rồi bình này sẽ có giá là 1.650.000 mã bình này. 1.650.000. Chúc giúp em mã Y8. Y8 nha anh chị, 1.650.000 mã Y8.
Rồi em có một con cá này anh chị. Em có một con tượng con cá La Hán. Tượng cá La Hán nha anh chị nha. Cá này là chất liệu của nó là bằng sứ nha anh chị. Vây này là vây kim loại. Những cái vây này anh chị là vây kim loại. Khung ở dưới là bằng gỗ anh chị. Khung dưới là bằng gỗ. Đường kính của cá này nha anh chị, ngang là 42 và cao của cá là 34 nha. Cao cá là 34. Đó, một con cá La Hán. Cái này thích hợp để anh chị trưng trong phòng cách, phòng làm việc là ok nha. Tại vì cá La Hán này nó biểu tượng cho nhiều sự may mắn và thành công nha anh chị nha. Rồi cá này sẽ có giá là 1.500.000. 1.500.000 nha chị. Có giúp em mã Y9 1.500.000. Mã Y9. Một cặp gà nha anh chị. Gà này là một con đang đứng là một con đang mồi thức ăn nha chị, mồi thức ăn đó, đẹp xuất sắc luôn. Cao nha anh chị, cao của con này là 13, còn con này là 12. Rồi cặp này có giá là 250.000. 250.000 nha anh chị. Chúc em mã Y10. 250.000 mã Y10. Xuất sắc đẹp luôn. Rồi em có một cái nậm rượu nha anh chị. Mai cài thọ, mai thọ nha anh chị, mai thọ. Cái này là có truyện ký hết, dòng men lam vẽ tay. Men lam vẽ tay anh chị nha. Miệng là 2.5, cao là 17. Rồi 240.000 cái nậm rượu này. 240.000 chút giúp em mã Y11. Y11 240.000. Mã Y11. Rồi em có một cái mã đĩa bizen này nữa nè. Bizen này là bizen. Cái này là không có truyện anh chị. Một cái rót bizen. Ở trong này cũng là xoắn ốc. Thì em thấy cái này là nghệ nhân họ làm không có truyện anh chị nha. Không có truyện. Đường kính là 20 và cao là 5.5. Rồi mã bizen này sẽ có giá là 250.000. 250.000 nha anh chị. Chốt giúp em mã Y12. Căn này đây là mình bán. Đâu bán nguyên bộ luôn á anh. Rồi em có một cái mẫu chén ăn cơm này nữa. Chén này là cũng em cũng có số lượng là em có số lượng trên 10 chiếc nha. Vẽ hoa có truyện ký, bên trong là này là vẽ lam. Đường kính miệng chén là 12 và cao là 6 anh chị. 12 cao 6. Có truyện ký hết. Đó, chén này em có số lượng là trên 10 chiếc anh chị, chốt mấy chiếc báo cho em nha. 45.000 một chiếc. Mã Y13. Y13 45.000 một chiếc nha anh chị, mã Y13. Anh chị những sản phẩm hôm nay em lên like nha, toàn là những siêu phẩm đẹp. Anh chị yêu thích mã sản phẩm nào thì vui lòng gọi điện hoặc là lưu ảnh gửi về Zalo bên em nha anh chị. Và like của em đến đây kết thúc, hẹn anh chị like sau. Cảm ơn quý cô chú anh chị.